Một vụ ngộ độc nghiêm trọng do ăn thịt cóc vừa xảy ra ở tỉnh Gia Lai. Sau khi ăn thịt cóc tự chế biến, ba em bé gồm 4, 6, 11 tuổi ở huyện Chư Sê đau bụng, nôn ói, được gia đình đưa đến trung tâm y tế huyện Chư Sê cấp cứu. Hai cháu bé đã không may tử vong. Trưa ngày 11 tháng 11 tháng 1, Trung tâm y tế huyện Chư Sê tiếp nhận ba cháu với chẩn đoán ngộ độc thịt cóc, trong đó bé 11 tuổi đã ngừng hô hấp, đồng tử giãn tối đa mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Sau 30 phút hồi sức tích cực, bác sĩ xác định bé tử vong. Hai bé con lại được xác định ngộ độc mức độ trung bình và nặng. Sau cấp cứu tích cực được chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, bé 4 tuổi đã tử vong trên đường chuyển viện. Em bé con lại đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Nhi Gia Lai. Người nhà cho biết, sáng cùng ngày, ba cháu bé tự chế biến thịt khóc ăn. Đến 11 giờ 30 phút, người nhà phát hiện cả ba có triệu chứng ngộ độc nên đưa đi cấp cứu. Theo các bác sĩ, cóc chứa chất độc ở da, tuyến nước bọt, mang tai, nội tạng và trứng. Nọc độc của cóc có thể gây các triệu chứng nguy hiểm trên hệ thống tiêu hóa, hô hấp, thần kinh chỉ trong vòng 1 đến 2 giờ sau ăn. Khi ăn, chất độc ngấm vào máu và phá hủy nhiều bộ phận cơ thể, trong đó nguy hiểm nhất là hệ tim mạch. Trường hợp ngộ độc nặng, nạn nhân có thể suy gan, suy thận cấp, thậm chí là tử vong. Người dân được khuyên cáo không nên ăn thịt cóc nếu không biết cách chế biến, tuyệt đối không ăn trứng cóc, da và nội tạng cóc.